Wow, mình đang đứng giữa suối này. Cầu này người ta treo bao nhiêu khóa luôn. Cảnh đẹp quá. Gấu đang anh nốt miếng waffle của kem, ốc quế của kem. Wow, nước chảy. Làm họ làm như suối nhỉ? À không, họ làm như kiểu thác nước đấy nhỉ? À, còn bên này là đang hướng đi về phía biên giới Slovakia. Mặt trời đang gọi là đang chỗ này, tí nữa sẽ lạnh xuống. Giờ là 7:30 rồi. Có phải sang đường nhỉ? Chắc phải sang đúng không? Thôi đi, let's go. Go go go. À, cậu đang ăn nốt miếng ốc quế. Ok, bye bye các bạn nha.